Em Nhân chào cô chú anh chị. Bữa nay em Nhân mời quý cô chú anh chị mình đi chợ xe với em Nhân nha. Em Nhân sẽ báo giá các dòng xe mới đang có mặt tại Toyota An Thành Fukushima cho cô chú anh chị mình nắm cái giá nha. Và cái giá này thì là ngày hôm nay đó, nếu mà anh chị mình có coi thì nếu anh chị mình muốn mua thì cứ liên hệ em Nhân, em sẽ báo giá chính xác và cập nhật đúng cái thời điểm mà anh chị mình liên hệ nha. Tại vì cái giá xe thì nó lên xuống theo thị trường, nó cũng như giá vàng của chú anh chị. Ngày hôm nay giá khác, ngày mai giá khác, lên xuống tùy lúc nha, tùy theo thị trường. Thì anh chị mình có nhu cầu, có quan tâm thì cứ alo, nhắn tin cho em Nhân cái, em Nhân báo giá ngay cái thời điểm đó cho cô chú anh chị mình. Và ngày hôm nay cũng là ngày mùng 10, ngày vía thần tài, em Nhân cũng xin kính chúc cho quý cô chú anh chị mình phát tài, phát đạt và sức khỏe dồi dào nha. Em mời cô chú anh chị mình đi xem xe với em Nhân. Mà quên nữa, anh chị mình ơi, em Nhân sắp có một chiếc Toyota Vios số tự động nha, xe cũ nha. Anh chị nào đang tìm Vios số tự động, xe cũ thì nhắn tin cho em Nhân trước. Nay mai nếu mà dọn rửa xong, em sẽ làm video review cho cô chú anh chị mình ha. Xem kênh em Nhân, nhớ đăng ký ủng hộ em Nhân nha. Dạ cô chú anh chị, thì em sẽ báo giá những cái xe đang có mặt và giao liền trước cho cô chú anh chị mình nắm ha. Đầu tiên là mấy chiếc Vios đây. Đó, Vios thì anh chị mình đã biết rồi, có 3 phiên bản: E tự động, E số sàn và bản G số tự động ha. Đầu tiên là bản thấp nhất là bản E số sàn, thì trong tháng 2 này thì em Nhân cũng có sẵn giao ngay cho cô chú anh chị mình. Giá niêm yết của em nó là 479 triệu cô chú anh chị. Đó, thì hiện nay là cũng giảm tiền mặt một ít cho cô chú anh chị mình, thì lăn bánh tầm khoảng là 536 ở Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh thì tầm khoảng 516 nha. Thì cái giá này là ngày hôm nay, thì nếu mà ngày mai có thay đổi thì em sẽ cập nhật. Còn anh chị nào đang quan tâm dòng Vios thì cứ alo cho em Nhân, Nhân báo chính xác cho. Đối với bản E tự động thì 528 giá niêm yết. Thì lăn bánh xong thì 590 cô chú anh chị ở Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh thì 507. Thì em cũng xin nhắc lại là em sắp có một chiếc Vios số tự động, xe cũ nha. Anh chị mình cần tìm xe cũ thì cứ nhắn tin trước cho em Nhân, em Nhân chia sẻ thông tin trước cho, khi nào dọn rửa xong em Nhân báo giá chính xác nha. Còn đối với bản G, đó bản G trước mặt của chú anh chị mình luôn nè, thì giá niêm yết là 592, lăn bánh là 606 ở Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh là 604. Thì tất cả những cái giá mà em báo dòng Vios thì giá này ngày hôm nay, nếu mà ngày mai ngày mốt có chương trình ưu đãi tiếp tục thì em sẽ báo giá khuyến mãi cho cô chú anh chị mình ha. Anh chị mình có thiện chí mua thì cứ alo cho em Nhân biết. Còn đối với xe đây, trước đi Innova. Này Innova số sàn của chú anh chị, lắp ráp Việt Nam mình nha. Còn Innova Cross thì hiện nay giờ đặt tới khoảng tháng 6 tháng 7 năm nay mới có xe, không có giao liền. Đó thì Innova số sàn này thì em Nhân đang có màu đồng, màu bạc, màu trắng cho cô chú anh chị mình lựa chọn, và tất cả là Vin 2024. Giá niêm yết của em nói là 755. Đó 755, một cái xe 8 chỗ rộng rãi thoải mái. Thì trước khi quay thì em có một cái cuộc tình cờ trao đổi với một vị khách hàng cũng lái xe dịch vụ lâu năm đó, thì anh rất là đánh giá dòng Innova này rộng rãi thoải mái. Những khách hàng đã từng đi Innova mà lấy xe khác chở đi là họ không chịu, bắt buộc phải là Innova họ mới chịu nha. Chứng tỏ là dòng này rất là rộng rãi thoải mái và rất là dễ chịu khi chúng ta đi những cung đường xa. Và lăn bánh em này hiện nay là 835 ở Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh là 815. Đó, anh chị mình có nhu cầu, có thiện chí muốn mua thì cứ alo em Nhân. Giá cả Innova ngày hôm nay nha, lên xuống cũng liên tục của chú anh chị, thì theo thị trường thì anh chị mình cứ cho em Nhân mỗi cơ hội đi. Anh chị mình cứ alo em Nhân biết một tiếng, em báo giá cái thời điểm mà anh chị mình hỏi em Nhân để cho chính xác nha. Thì giá cả nhiều đại lý, nhiều cái showroom thì nó có thể nó sự khác nhau, tùy theo cái lượng kho xe họ còn hay không, và nhiều hay ít thì cái giá khuyến mãi nó cũng khác. Thì thôi, nếu đã lỡ mua rồi thì cứ cho em Nhân mỗi cơ hội tham khảo dòng dòng, chỗ nào tốt, chỗ nào ok, chỗ nào phục vụ ok thì mình cứ lựa chọn, đúng không cô chú anh chị? Và tiếp theo là Veloz. Veloz thì hiện nay có đủ hai bản, Veloz E và Veloz bản top. Thì cái E thì hiện nay em còn có một chiếc màu trắng thôi, giống như anh chị mình đang coi nè, còn bản top thì còn nhiều. Đối với bản E thì là 658 triệu cô chú anh chị, thì lăn bánh là 718 ở Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh là khoảng 700. Còn bản top á, thì là 698, lăn bánh ở Hồ Chí Minh mình là 762, còn ở tỉnh là khoảng 742 thôi. Thì giá này cũng có giảm ít cho cô chú anh chị mình rồi. Và em xin nhắc lại, giá này là cập nhật ngày hôm nay là ngày 19 tháng 2 2024, tức là ngày mùng 10 tháng giêng năm 2024, ngày thần tài, ngày vía thần tài ha. Rồi tiếp theo là những dòng Avanza, số sàn số tự động thì hiện nay bên em cũng đang
có đầy đủ cho cô chú anh chị mình lựa chọn ha. Veloz như anh chị mình thấy là có màu trắng, màu bạc, màu đỏ, thì anh chị mình thích màu nào cứ lên lựa ha. Đây Avanza thì có màu trắng, màu bạc. Ở đây Avanza số tự động của chú anh chị thì lăn bánh ở Hồ Chí Minh là khoảng 652, còn ở tỉnh là khoảng 632. Avanza 7 chỗ, máy 1.5 tiết kiệm nhiên liệu. Đây là số tự động ha. Còn đối với số sàn thì em cũng có xe. Đây số sàn thì giá nó thấp hơn, chỉ có 608 triệu, 608 triệu ở Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh là 590 ha, 590 đó. Avanza Veloz thì hiện nay bên em còn nhiều là dòng Avanza Veloz top nè, Avanza số sàn, số tự động đều có hết anh chị mình thấy không. Nguyên dãy này là đậu xe Avanza Veloz là nhiều đó. Vios thì hiện nay cũng đang về, tháng 2 này bắt đầu có xe lại hơn cô chú anh chị. Tháng 1 thì vướng Tết đó, cho nên là nhà máy cũng nghỉ Tết nên không có sản xuất nhiều. Bắt đầu tháng 2 này sẽ về, nhưng mà cái số lượng nó cũng không quá nhiều như mọi năm đâu. Do thị trường kinh tế khó khăn đó, cho nên là cái lượng xe mà lắp ráp cũng như là nhập về thì nó cũng cầm chân thôi, không có nhập về nhiều. Về nhiều bán không được là ôm chết luôn. Còn những cái xe trong tháng này chuẩn bị về thì em có là Vigo. Anh chị nào thích Vigo, xe nhỏ gọn gia đình, giá niêm yết là 405, số tự động ha. Thì lăn bánh là khoảng 450 Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh là khoảng 435 đó, 435. Thì anh chị mình có nhu cầu mua dòng xe nhỏ gọn thì cứ alo cho em nhận biết ha. Là những xe sắp về tầm khoảng cuối tháng 2 này, bữa nay cũng là 19 tháng 2 rồi. Đối với dòng Camry thì em sẽ có trong tháng này là 2.0Q và 2.5Q đó, cũng về trong cuối tháng 2 này. Đối với 2.0Q lăn bánh hiện nay là 1.366.000 Hồ Chí Minh, còn ở tỉnh là 1.346 ha. Đó, và Camry 2.5Q thì nó tầm khoảng là 1.570 và ở tỉnh là 1.550.000. Thì cuối tháng này sẽ có xe cho anh chị mình, màu trắng, màu đen, nội thất đen, nội thất kem đều có hết nha cô chú anh chị. Và tất cả những cái xe mà em nhân báo cho cô chú anh chị mình ngày hôm nay là Vin 2024 tại Toyota An Thành Fukushima thì cũng đã hết xe 2023 cô chú anh chị, chỉ còn xe 2024 thôi. Thì qua tháng 3 thì bắt đầu sẽ có những dòng xe khác về, ví dụ như Yaris Cross nè, ví dụ như Fortuner nè, và Camry Hybrid nè, thì tháng 3 mới bắt đầu có nha. Hiện tháng 2 này thì cũng mới Tết vô, một về một số thôi, cũng không có nhiều. Đó, anh chị mình có thể tham khảo từ giờ phút này. Ví dụ như anh chị mình đang định mua nhưng mà khoảng cuối tháng hoặc là qua tháng 3 chúng ta mới mua thì bắt đầu chúng ta đi hỏi thử coi màu xe nè có liền không, rồi xe giá cả sao, khuyến mãi sao đó, thì anh chị mình đi tìm hiểu lần lần là được ha. Và nếu tuyệt vời hơn là nếu anh chị mình liên hệ em Nhân, em Nhân sẽ báo giá cũng như là trao đổi tư vấn cho cô chú anh chị mình thêm, để cho anh chị mình sẽ đưa ra cái quyết định cuối cùng trong một khoảng thời gian nhất định ha. Đó, xe giờ cũng ít xe, chỉ có nằm một cụm này thôi anh chị. Rồi em xin dừng video đây nha. Anh chị mình có muốn mua xe thì alo cho em Nhân biết nha. Thì em xin nhắc lại là cái giá thì ngày hôm nay thôi, chứ ngày mai, ngày mốt thì không biết là nó có giảm hay tăng lên thì em Nhân cũng chưa biết được. Thì thôi, anh chị mình có tham khảo thì alo em Nhân biết, thì em Nhân sẽ báo cả tại cái thời điểm mà em chị mình tham khảo nhé. Em Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình nha.